Nam Mô A Di Đà Phật. Chớ sợ đi nơi đâu, con tìm mãi khắp nơi. Nam Mô A Di Đà, xin mượn sự kinh an Xứ Lánh trong rằng soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành muôn phương. Trong giấc mơ đêm về, hình bóng sư hiện lên. Con cúi đầu lễ Phật, xin sư được bình an. Nguyện sư nơi xa đó, bình an và tự tại. Chúng con tâm thanh tịnh, nhớ sư mỗi sớm mai. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó chắc chắn, càng ngày càng niềm tin, càng có cái niềm tự tin chắc chắn như thế thì mình nên đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chớ sư đi nơi đâu, thế cả đều do nhân duyên đời trước từng hội họp, ai biệt ly chia ly rồi giờ nó tái sinh lại. Chẳng hạn như giờ con ngày xưa con với ai nhé là bạn bè thân thiết, nhưng mà khi tái sinh là con một đường này một đường. Nhưng mà khi làm mà thất bại thì mình không đi rồi. Có con thấy đi có cái sự xả bỏ, có cái sự thu hoạch ở trong đó, càng ngày càng làm cho mình trưởng thành, càng cứng cáp ở trong cái giới của Phật dạy nó chắc chắn. Càng ngày càng niềm tin, càng có cái niềm tự tin chắc chứng như thế thì mình nên đi. Đi nhiều biết nhiều rồi lần sau mình đi lại mình không bỡ ngỡ nữa. Mình thuần thục, mình quen trong rồi giờ thả chỗ nào rồi mình nghĩ đấy là chỗ sống nhiều chỗ mình nói chỗ kia cũng giống như thế này. Khi đó mình tư duy nữa là tất cả đều là như thế, đều do tâm mình ham muốn chỗ này chỗ kia thôi. Với lại mình ở những cái chỗ chỉ cần những cái chỗ mà không có ảnh hưởng cho đến người ta, người dân với lại chính quyền xã hội không có làm phiền tới họ. Mình chỗ nào thấy có nhiều cái chỗ mà ruồi muỗi mòng nhiều quá, với lại mình biết những cái chỗ mà khó với người tu hành thì mình không tới, ít tới cái những cái chỗ
quyền xứ nơi xa đó, bình an và tự tại, chúng con tâm thanh tịnh nhớ xứ mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thế cả đều do nhân duyên đời trước từng hội họp, ái biệt ly chia ly rồi giờ nó tái sinh lại. Chẳng hạn như giờ con ngày xưa con với bà nhé là bạn bè thân thiết, nhưng mà khi tái sinh là con một đường ngày một đường. Nhưng mà khi gặp lại càng ngày càng niềm tin, càng có cái niềm tự tin chắc chứng như thế thì mình nên đi.